Quảng sát Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là ngày khai mạc cũng như ngày kỷ niệm 15 năm thành lập câu lạc bộ cây cảnh Gia Lộc. Và quý vị nhìn thấy không khí ngày khai mạc mới đông vui làm sao, mới ấn tượng làm sao. Thì chương trình khai mạc sắp diễn ra rồi quý vị ạ. Chúng ta sẽ tham quan không khí và chiêm ngưỡng những cái tác phẩm ở nơi đây, cũng như các nghệ nhân đến từ các câu lạc bộ trong trưng bày Gia Lộc cực kỳ ấn tượng. Nhanh chóng di chuyển trở về trung tâm tổ chức chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, cùng lựa chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định nhất để chương trình sẽ trình. Ở phía bên ngoài chúng ta hãy cùng trở vào trong khán phòng chính để rất nhiều những lãng hoa tươi thắm về chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí trong câu lạc bộ đại diện chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ cùng mời toàn thể quý vị quan khách còn ở bên ngoài. Chúng ta hãy cùng trở vào trong khán phòng chính. Sau phần khai mạc thì sẽ đến với phần chỉ ổn định nhất để vừa tham dự tiệc cũng như tham dự chương trình lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, 15 năm một chặng đường câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Gia Lộc của chúng ta. Trân trọng kính mời. Ai là chú? Nữa xin được trân trọng kính mời. Nhân của các anh trong câu lạc bộ Gia Lộc. Sau khi các anh đã ra, đó chính là ông Hồ Văn Hình. Chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn để cảm ơn ạ. Thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Xuyên, chúng ta dành một tràng tay thật lớn để chào đón. Đại biểu về đông lắm quý vị. Vâng, về tham dự của chương trình của chúng ta hôm nay cũng có sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Biền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Xuyên. Một tràng tay nữa thật lớn để chào mừng ạ. Nghệ nhân đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài huyện Gia Lộc và sự hiện diện chân quý của quý vị đó chính là niềm vinh dự lớn lao góp phần làm nên thành công chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta một chặng đường thì ngay lúc này với những nắng ngon tươi thắm thể hiện những tình cảm vô cùng tuyệt vời đến từ rất nhiều quý vị được khách quý đã trở về tham dự. Kính mời lên sân khấu đó là ông Hồ Văn Tân, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương có lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời ông. Trân trọng kính mời ông Vũ lên tặng hoa chúc mừng. Tươi thắm văn những tràng tay thật lớn để chúc mừng với những tặng hoa tươi thắm. Điện cũng chuẩn bị ạ. Ngợi chân chuẩn bị. Anh đến lúc những tình cảm của tất cả bộ. Xin được trân trọng. Tiếp theo trình xin được trân trọng kính mời anh em Kinh Môn Kim Thành do ông Phạm Thế Hùng làm trưởng đoàn. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời nhà vườn Đồng Xuân Hòa, anh Tám và Lại chuẩn bị ạ. Tiếp theo chương trình trọng kính mời quý vị đại biểu đại diện cho các cấp chính quyền xã Gia Xuyên, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, đại diện cho các câu lạc bộ và các nhà vườn trong tỉnh Hải Dương, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 15 của câu lạc bộ Gia Lộc. Thay mặt cho câu Gia Lộc, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị biểu cùng toàn thể anh chị em trong câu lạc bộ mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đại biểu đã bớt chút thời gian đến đây chung vui với lại câu lạc bộ chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Yêu thiên nhiên, một tình yêu cây cảnh luôn luôn bừng cháy cho tất cả trái tim mỗi chúng ta. Vậy thì ngay lúc này xin được trân trọng kính mời tất cả các mong bản tiệc sẽ vui lòng rót đầy ly rượu của mình và chúng ta chính thức khai tiệc để cùng chúc mừng chúc 15 năm thành lập, 15 năm chặng đường phát triển của câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Gia Lộc. Và chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị có thể đứng dậy được không ạ? Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và với sự hoạt động của các câu lạc bộ trong tỉnh nói chung cũng như là câu lạc bộ huyện Gia Lộc nói riêng. Vâng, cho phép MC hô 2 3 rô 2 3 rô và tất cả quý vị sẽ hô là 2 3 đoàn kết phát triển được không ạ? Được không ạ? Ơi quý vị nghệ thuật cây cảnh huyện Gia Lộc và chúc cho câu lạc bộ chúng ta luôn luôn đoàn kết nhau. Thưa quý vị, bộ sản đồ huy cô đến đây cũng xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.